tình yêu và những câu nói hay nhất phần 1. Các bạn cùng xem và cảm nhận nhé. Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau. Mỗi người phụ nữ đều có tiêu chuẩn đối với người trong mộng của mình. Người thích đẹp trai, người ham tài giỏi, người thích địa vị, người mê tiền bạc, cũng có người chỉ cần người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Tình yêu đẹp, nhưng tuyệt nhiên đừng cố chấp. Trong một mối quan hệ, nếu nửa kia quá vô tâm, quá lạnh nhạt, quá ơ thờ thì cứ dứt khoát ra đi, hoặc không sớm thì muộn, đủ thất vọng và vô vọng cũng sẽ là một kết thúc buồn. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng chỉ có một chỗ thật ấm áp dành cho mình. Nếu bạn thật sự quan trọng với một người, thì người đó sẽ luôn có thời gian dành cho bạn, không lý do, không dối trá và không thất hứa. Một khi bạn bắt đầu có cảm giác với một ai đó, thì có nghĩa là bạn đã cho người ta một chìa khóa vạn năng trong tim bạn. Đau, khóc hay cười đều do người ta quản lý rồi. Có những chuyện như học hành, làm việc, thi đấu cứ cố gắng không sớm thì muộn sẽ được. Tuy nhiên tình yêu thì nhất định không, cố gắng chỉ làm mọi thứ tệ hơn nếu không thực sự dành cho nhau. Người ta vẫn thường nói, thà rằng độc thân và không vướng bận bởi bất kỳ mối quan hệ nào, hình bóng nào, còn hơn mang tiếng yêu, nhưng lại chỉ có bản thân mình mang tình cảm. Nếu ai đó hỏi bạn vì sao lại yêu người đó, trả lời được thì có lẽ chỉ là cảm nắng bâng quơ, nhưng không trả lời được, có lẽ đã yêu sâu đậm mất rồi. Nếu đang loay hoay trong một mối quan hệ rằng mình có thực sự quan trọng với ai đó không, thì chỉ cần im lặng, người cần ta chắc chắn sẽ tìm ta, dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu. Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra, còn nếu không, hãy can đảm nhìn người đó, yêu một người khác. Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn. Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi. Duy nhất tình yêu là thứ cần phải rõ ràng, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. Đừng ngụy tạo sự rời đi bằng những lời nói né tránh. Nó không những là sát muối, là kéo dài sự đau khổ, mà còn là sự thương hại. Khi đã hết yêu, khi một trong hai đã mất dần cảm xúc, thì dừng lại thôi. Không phải do một người hết yêu, mà là bên nhau chỉ gây thêm đau khổ, thì hà cớ phải cưỡng cầu. Thành thực mà nói thì, chẳng có ai sợ yêu, người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi. Cố gắng để quên người mình yêu, cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ, nhưng bản thân không cho phép, vì tôi sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn, mà là người dưng. Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người, thì đừng cố yêu người đó, là con người. Ai mà không có quá khứ? Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người, cũng đừng cố yêu người đó, là con người. Chả ai hoàn hảo. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại, nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Khi yêu, sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu, nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình. Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó
và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại, thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật, thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười.